Yo, what's up các anh em? Anh em nào muốn giảm biên giảm lắc để chơi game mượt mà hơn thì hãy tải game Up Booster về và đừng quên nhập mã Mao Huy để nhận nhiều ưu đãi cũng như một ngày trải nghiệm miễn phí nha. Với giao diện 2.0 mới không những đẹp hơn mà còn tăng hiệu năng sử dụng nữa đó. Em mau quay skin một tí nha. Lâu lắm rồi tôi không có quay á, chắc phải quay mỗi ngày quá. Má, dồn dập quá anh em ạ. Chưa từng thương ai đến vậy. Remix. Remix hả? Má quay hòm nó xui thiệt chứ bay. Không hên nổi luôn á. Bà này hả? Ô, găng tay. Ô. Quay hòm nó hên thiệt chứ bay. Nó xui không nổi luôn á. Quay hòm hên thiệt chứ bay. Hên thiệt chứ bay ơi. Để tôi nâng cấp đã. Xem nào. Ôi. Ôi, tôi phải lấy cái này. Anh à. Anh à, em vô rồi. Đây rồi. Tuyệt vời. Kusiba. Ê, tôi thích cái dao này nha. Đẹp, đẹp nha, đẹp nha. Tuyệt vời nha. Sắp tới có thêm một cái chớp nào mà liên quan tới CSGO nữa là em xin phép được bú những cái đống skin này. Ok này đẹp thế. Nó phải là ở đây á. Sắp tới ai cho em cái chớp CSGO nữa thì hợp lý. Bye bye cu, tí xin tiếp. Bye cu nha. Bye bye cu. Oh shit. Đã quá, thích quá, thích quá. Phải là như vậy chứ. Phải là như vậy đấy. Ui mà thích hai cây này vãi cái view ạ. Cây nào đẹp hơn nhỉ? Cây nhọn nhọn này đẹp hơn chứ đúng không? Em ăn hết mấy cây màu trắng vậy anh em. Cô có ngoan hiền hay không? Trời ơi tôi hả? Không ba búp, không bay lắc, không chất kích thích, không chất bảo quản, không rượu bia, không gái gú, không chai chóc. Chỉ ở nhà quay skin và chơi game thôi. Rất là ngoan luôn. Rất ngoan nha anh em. Tôi trời ơi nhỏ lớn chưa biết tí. Đi ba đi búp là gì luôn á. Chưa từng đụng vô luôn. Người mạnh quân ca không thích vào ba đã rescan 5.000 đồng. Chân ái đây rồi. Rõ ràng đúng không? Đúng, những người đàn ông không đi ba là những người 10 điểm. Những người đàn ông 10 điểm. Ok. Hãy còn con ngoan của ba rõ ràng. Chỉ biết chơi game và kiếm tiền thôi. Hình như. Mở hòm có vẻ đang hôn đó anh em nhờ. À đù, làm như mở hòm hôm nay nó khác khác nhau nhờ. Đi ba một lần cả chục triệu. Ôi thề luôn á, tôi là một người sống rất hà tiện nha anh em. Phải dùng cái từ hà tiện thay cho cái từ tiết kiệm á anh em. Tao rất là hà tiện trong cái việc tiêu tiền luôn. Chả bao giờ đi ba mà chục triệu đâu. Bởi vì tao chưa bao giờ đi ba cả. Anh em hiểu. Thêm một cây màu trắng nữa nè. Tôi nghĩ là nó sẽ ở đây. Em mau thích những cái dao màu trắng anh em ạ. Có khi nào Valorant mới ra cái dao màu trắng nhờ. Đẹp quá đi chứ. Ây da. Học rồi. Quân ca không thích vào ba đã rescan 5.000 đồng. Chưa BSD, em còn nhỏ mà. Đúng. Em đừng nên đi ở chỗ đó phức tạp lắm em ạ. Những cái nơi đó nó phức tạp lắm. Nó không dành cho những con người ngoan hiền giống mình đâu. Mình vô là mình ngợp đấy. Mình ngợp đấy. Có gần luôn mà. Em không thích nhưng mà bạn em thích ngủ đi hoài thì sao có. Ê, thì sao cô á. À, nếu mà em là một người đàn ông chính trực, em sẽ từ chối. Em sẽ từ chối, em hiểu không? Còn mà em không thích mà bạn em ngủ đi, có khi là em cũng thích thì mới đi chứ. Ở kia. Đúng không? Ai mày không thích ai ngủ được mày. Đúng không? Thêm một cái dao màu trắng nữa nè anh em. Ê, hay là tôi sưu tập những cái dao màu trắng nhờ. Được đấy chứ. Tôi làm bộ sưu tập dao trắng nhờ.
Đúng, phải có lập trường chứ. Ơ kìa chứ, chẳng lẽ giờ mày không thích người bạn mày đây. Ôi, em mau làm bộ sưu tập dao trắng đi nhờ. Tôi thích những thứ màu trắng, nó phải trong trắng giống như tôi. Nó phải trong trắng giống như tôi. Ôi, em kêu dao màu trắng nữa nè. Nó là ở đây đúng không? Cô này phật sống rõ ràng. Tôi là một cái ống heo. Hãy xem tôi như một cái ống heo. Rồi hãy nhét tiền vô người tôi. Rồi một ngày nào đó tôi sẽ nhả ra cho anh em. Ui, hôm nay ra nhiều dao màu trắng thế nhờ. Trời ơi, hạnh phúc quá. Tôi thích những thứ màu trắng. Tôi sẽ sưu tập những thứ màu trắng. Ờ, cái dao này xấu, bỏ mẹ ra. Còn luôn. Thêm một cây màu trắng nữa nè. Nằm ở đây đúng không? Nhả từ từ một lần 5k hả? Cái gì vậy? Ít dữ vậy? Không có anh trai. Nhả hết, em nhả hết, em chỉ lấy phí 10% thôi. Ra nữa nè. Oh shit. Trời ơi, em mau sưu tầm kho đồ màu trắng. Thật ra cái nhân cách này là một cái nhân cách khác thôi, chứ ở ngoài mình phải khác chứ đúng không anh em? Ở ngoài con nít rồi ai mà ấy. Ở ngoài mình phải trưởng thành, mình mới làm doanh nhân được chứ. Lên đây mình xả lòm tí thôi. Hôm 777. Trong mặt quá, nhức đầu quá. Bùi Mạnh Quân ca không thích vào ba đã rescan 5.000 đồng. Nói chuyện versus chị vài lần, không biết có nhớ ra không? Không. Em nói đi. Nhưng mà oh my god, mặc dù là trong cái kho đồ của tôi đang có những cái dao màu trắng, nhưng mà tự nhiên có cái dao màu vàng vậy cũng được. Cũng được, không sao. Đỉnh mà.